Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, mở đầu bản tin thời tiết tối nay, chúng tôi xin cập nhật đến quý vị về diễn biến của cơn bão Wukong. Vào hồi 13 giờ trưa nay, thì vị trí tâm bão ở ngay trên khu vực miền trung của Philippines với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 9, cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ tương đối nhanh là khoảng 25 km/h. Như vậy là khoảng sáng mai thì bão sẽ vượt qua khu vực phía bắc của đảo Palawan, Philippines và đi vào khu vực Biển Đông. Đến 13 giờ trưa mai thì vị trí tâm bão sẽ cách đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 240 km về phía đông, với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 9, cấp 10. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, sau đó có khả năng sẽ đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 13 giờ ngày 28 tháng 12, vị trí tâm bão sẽ cách đảo Trường Sa lớn khoảng 270 km về phía bắc, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 9, cấp 10. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão thì tại vùng biển phía đông của khu vực giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển ở khu vực đông bắc của quần đảo Trường Sa, gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, biển động rất mạnh. Quay trở lại với tình hình thời tiết trên khu vực đất liền, do vẫn còn chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh ở tầng thấp, trong khi đó trên cao là hoạt động của dòng xiết gió Tây, nên tại các tỉnh miền Bắc, trời vẫn sẽ nhiều mây với độ ẩm không khí cao, kèm theo đôi lúc có mưa và mưa nhỏ trong đêm nay và ngày mai. Nhiệt độ thấp nhất chỉ dao động từ 14 đến 17 độ, sang đến ngày mai thì tiến trình biến đổi nhiệt độ diễn ra rất chậm. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm không nhiều, ngay cả nhiệt độ cao nhất trong ngày hầu hết cũng không vượt quá ngưỡng 19 độ. Trời tiếp tục rét, trong đó thì vùng núi có nơi còn có rét đậm, rét hại. Với các tỉnh ven biển miền Trung thì quá trình tăng cường của không khí lạnh cũng làm cho nhiệt độ các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có xu hướng giảm. Bên cạnh đó thì trời còn khá âm u và có mưa, làm cho nền nhiệt cũng duy trì ở ngưỡng trời rét. Các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho đến khu vực Bình Thuận có mưa rào và dông ở phía Bắc. Riêng phần phía Nam, từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, trời ít mưa và có nắng nên nhiệt độ cao nhất xấp xỉ 30 độ. Thưa quý vị và các bạn, từ nay đến cuối tuần thì thời tiết trên phạm vi cả nước chưa có gì biến động đặc biệt. Mưa trên khu vực Bắc Bộ giảm và nhiệt độ tăng chậm. Đến khoảng ngày 29 thì không khí lạnh được tăng cường mạnh nên thời tiết tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ lại thay đổi, trời rét hơn và mưa xuất hiện trở lại. Sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào, rải rác, trời rét, với nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ, có nơi trên 22 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, vùng núi có nơi từ 9 đến 11 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 19 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội và vùng lân cận, nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 19 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ, trời nhiều mây, có mưa, gió tây bắc mạnh cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ. Khu vực Trung Trung Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, phía nam từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ, phía nam từ 25 đến 27 độ. Khu vực Nam Trung Bộ, mây thay đổi, có mưa rào và dông ở một vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Khu vực Đông Nam Bộ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực Tây Nam Bộ, mây thay đổi, có mưa một vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Phần cuối của bản tin là dự báo thời tiết cho khu vực Biển Đông. Tại quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ.
Tại quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 5. Riêng khu vực phía đông bắc có mưa và gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, biển động rất mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết tối nay của kênh VTC14. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.